Nhưng mà ngược lại đối với những cái khách hàng lớn tuổi thì sao ạ? À? Khách hàng lớn tuổi thì mình không thể nào mình đi cái kiểu đó được. Tại vì nhiều cô lớn tuổi là thích phải có màu, màu sắc nó rực rỡ một chút xíu. Nếu mà mình đi cái màu mà nó nhạt như vậy thì khách hàng không phù hợp với lại ý của khách hàng thì khách hàng cũng là không thích đâu. Thì đối với những cái cô lớn tuổi á, thì mình sử dụng màu cam sáng nè để mình xử lý nè. Hoặc là mình dùng cái tông cam đậm nè để mình xử lý trên cái môi của khách hàng ha, xử lý cho cái tông đó nó sẽ đậm đà hơn một tí xíu, thì mình xử lý toàn bộ môi trên môi những cái vùng tối cho khách hàng. Thì mọi người có thể chọn một trong hai tông nãy mình nói đó là cam sáng hoặc là cam cam đậm ha. Thì khi mà mình xử lý xong cái vùng đó cũng vài lớp rồi xong, mình sẽ đi ở phía trên là màu đỏ cam hoặc là màu đỏ cherry. Nhưng mà mọi người lưu ý ở phía ngoài á, mà viền môi ta thâm nhiều á, thì mình không đi lõ lan ra ngoài đó nhiều, mình chỉ nhấn ở trong cái lòng mình đi ra nhiều hơn, trong lòng đi ra nhiều hơn thì cái môi nó sẽ tươi và đẹp và nó sẽ đỡ bị sậm hơn. Tại vì cái tông đỏ thì mình sẽ tập trung vô những cái vùng mà không bị thâm thì mình sẽ tập trung vô cái tông đỏ, nhưng vùng bị thâm thì mình sẽ ưu tiên đánh những cái màu cam nó sẽ nhiều hơn ha mọi người ha.